Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin du học của New Education. Thưa quý vị, đối với những ai đã hoàn thành bậc học cử nhân, thì học vị thạc sĩ chính là cây cầu kết nối những kiến thức đã học ở bậc cử nhân đến một chương trình chuyên sâu hơn. Điều này giúp cho người học dễ dàng phát triển sự nghiệp lên cao, hoặc có thể chọn đi theo con đường nghiên cứu hay là giảng dạy. Chính vì vậy mà yêu cầu đầu vào của các chương trình thạc sĩ khá khắt khe về cả học lực, tiếng Anh và kinh nghiệm làm việc. Tuy nhiên, nhu cầu để có được tấm bằng thạc sĩ tại Canada ngày càng cao, bởi chính tấm bằng này sẽ giúp cho các bạn có nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp đi xa hơn, ngay cả tại Việt Nam và quốc tế. Bản tin ngày hôm nay của Du học New Education với chủ đề Du học thạc sĩ tại Canada không yêu cầu GMAT, GRE với chi phí hợp lý. Chúng tôi sẽ đưa đến quý vị và các bạn những tin chính sau đây. 1. GMAT, GRE là gì? 2. Các chương trình thạc sĩ không yêu cầu GMAT, GRE tại VIU. 3. Yêu cầu đầu vào và các học phí của chương trình học thạc sĩ tại VIU. 4. Những lý do nên chọn học thạc sĩ. Đồng hành cùng với Kim Phúc ngày hôm nay là Miss Vân Anh, đại diện tuyển sinh của trường Vancouver Island University. Vân Anh sẽ cùng chúng ta giải đáp những thắc mắc của ngày hôm nay. Xin chào Vân Anh, cảm ơn Vân Anh đã nhận lời mời tham dự bản tin du học của New Education ngày hôm nay. Như Vân Anh đã biết, có rất nhiều sinh viên Việt Nam có nhu cầu học chương trình thạc sĩ tại Canada. Tuy nhiên các bạn gặp khó khăn ở GMAT và GRE. Để cho các bạn sinh viên hiểu rõ hơn, Vân Anh có thể chia sẻ GMAT, GRE là gì không ạ? Xin cảm ơn Kim Phúc và cảm ơn New World Education đã mời mình đến ngày hôm nay để chia sẻ về các thông tin. Thì sự khác biệt giữa GMAT và GRE thì nó chỉ là mục tiêu mà các bạn cần nộp hồ sơ, vì hai bài thi này nó khác nhau. Thì bài thi GMAT sẽ là bài thi mà đánh giá trình độ và khả năng của học sinh mà những ứng viên này muốn nộp hồ sơ vào chương trình thạc sĩ hoặc chương trình tiến sĩ về quản trị kinh doanh. Thì bài thi này sẽ đánh giá trên khả năng tư duy ngôn ngữ, toán định lượng và viết luận phân tích trong quá trình học tập. Còn bài thi GRE thì sẽ là dành cho những cái ứng viên muốn nộp hồ sơ vào chương trình thạc sĩ hoặc là chương trình tiến sĩ, những nói chung là chương trình sau đại học trong khối khoa học tự nhiên và khoa học xã hội. Thì bài thi này tương tự cũng sẽ đánh giá trên khả năng suy luận ngữ nghĩa, khả năng suy luận định lượng, viết phân tích cũng như là khả năng tư duy phản biện của học sinh trong quá trình học tập. Vậy GMAT, GRE có phải là yêu cầu luôn bắt buộc khi đăng ký học thạc sĩ tại Canada hay không? Và tại VIU thì có những chương trình thạc sĩ nào không yêu cầu GMAT và GRE ạ? GMAT và GRE thì nó sẽ là một yêu cầu bắt buộc hoặc là yêu cầu ưu tiên tùy thuộc vào trường và tùy thuộc vào quốc gia mà các bạn nộp hồ sơ. Có một số trường và một số quốc gia thì GMAT và GRE sẽ là yêu cầu bắt buộc, nhưng có một số trường thì đây sẽ là một yêu cầu ưu tiên để các bạn xét học bổng, hoặc là một số trường thì đây sẽ là ưu tiên để trong trường hợp mà điểm GPA của các bạn không cao. Thì nó sẽ rất là tùy thuộc vào đối tượng học sinh và cái đã đang nộp hồ sơ vào trường nào. Và tóm lại thì khi mà các bạn nộp chuẩn bị hồ sơ thì chúng ta sẽ cần tìm hiểu yêu cầu đầu vào của trường có yêu cầu hay không để chúng ta chuẩn bị GMAT và GRE. Hiện tại thì các chương trình thạc sĩ tại VIU đều không yêu cầu GMAT và GRE, ví dụ như là chương trình thạc sĩ về giáo dục hoặc chương trình thạc sĩ về quản trị kinh doanh, chương trình thạc sĩ về phát triển bền vững, phát triển cộng đồng, hay là các chương trình sau đại học khác đều không yêu cầu GMAT và GRE. Vậy thì lý do nào mà các chương trình thạc sĩ của VIU lại không yêu cầu GMAT và GRE ạ? Có rất nhiều lý do để cho VIU không yêu cầu GMAT và GRE cho các chương trình thạc sĩ của VIU. Ví dụ cụ thể là chương trình MBA. Thì với chương trình MBA á, ở ngay kỳ học đầu tiên có hai khóa học mà các sinh viên sẽ được học được đào tạo, bao gồm kỹ năng suy luận về ngữ nghĩa, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng giao tiếp. Thì đó là những cái kỹ năng mà bài thi GMAT đang kiểm tra sinh viên. Do đó thì VIU tin là với cái đào tạo ở trong kỳ học đầu tiên thì sinh viên có thể thành công trong quá trình học tập chương trình MBA. Với các chương trình khác á, thì VIU sẽ không yêu cầu GRE, mà thay vì thế với cả MBA lẫn các chương trình thạc sĩ khác thì sẽ đều yêu cầu các bạn cần có IELTS 7.0, không có kỹ năng nào dưới 6.5, cùng với một số kinh nghiệm nhất định, và nhất là điểm GPA của 2 năm cuối sẽ là 3.0/4. Thì với yêu cầu này, VIU tin rằng với khả năng ngôn ngữ cùng với điểm GPA đó thì các bạn sinh viên sẽ có đủ khả năng để học tập và hoàn thành tốt chương trình tại VIU. Và hầu hết các sinh viên Việt Nam trong chương trình
thạc sĩ đều hoàn thành tốt và có thành tích rất là cao tại VIU. Với các sinh viên đã đi làm thì việc đi học không chỉ đơn thuần là học mà đó là một khoản đầu tư, thì thường mình sẽ khuyên các bạn học sinh sẽ cần cân nhắc trên nhiều yếu tố. Bên cạnh học phí thì sẽ cân nhắc thêm cả chi phí sống cũng như là các cái chi phí học bổng, và cái khả năng có được học bổng đó cũng như là cái khoản học bổng nó sẽ là bao nhiêu. Tổng hòa các yếu tố đó thì các bạn sẽ chọn ra một chương trình phù hợp với các bạn. Vậy để kết thúc chương trình, Vân Anh có thể chia sẻ những lợi ích to lớn mà chương trình học thạc sĩ mang lại cho người học được không ạ? Với chương trình thạc sĩ thì như đã nói ở trên thì với mỗi một người thì cái một tấm bằng thạc sĩ sẽ có giá trị khác nhau. Với một số bạn thì đây chỉ là một tấm bằng để làm đẹp hồ sơ, nhưng với một số bạn thì đây chính là một khoản đầu tư to lớn cho tương lai và có thể là mở ra một cơ hội mới cho các bạn. Với VIU thì mình cho rằng đây là một chương trình rất là thực tiễn để giúp các bạn chuẩn bị kỹ năng dựa trên kinh nghiệm mà các bạn đã có thể có thêm kiến thức mới, phát triển bản thân và mở ra một cơ hội mới là cho tương lai của mình để làm việc cũng như là sinh sống tại Canada. Thì hành trang của các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp thì sẽ bao gồm một tấm bằng thạc sĩ được công nhận với chất lượng giảng dạy tốt, khả năng tiếng Anh của các bạn đã được chuẩn bị, cùng với lại mạng lưới network sinh viên các bạn đã gặp ở trong trường, các thầy cô cũng như là hỗ trợ từ trường thì sẽ giúp các bạn rất là nhiều trong quá trình học tập, tìm kiếm việc làm và phát triển tại Canada sau này. Xét ở góc độ định cư ở trong tương lai chẳng hạn thì một tấm bằng master cùng với lại IELTS 7.0 đấy là một cái điểm cộng rất là lớn cho các bạn trong quá trình hỗ trợ để nộp hồ sơ định cư. Rất cảm ơn về thời gian và những thông tin hữu ích mà Vân Anh đã chia sẻ trong bản tin du học của New World Education ngày hôm nay. Hy vọng rằng VIU, Vancouver Island University, sẽ luôn là điểm đến uy tín cho tất cả các sinh viên quốc tế nói chung và cho những sinh viên có nhu cầu đăng ký khóa học thạc sĩ nói riêng. New World rất hy vọng có thể đồng hành cùng quý vị và các bạn trên con đường thực hiện ước mơ và kế hoạch học tập của mình. Hãy liên hệ với tổng đài miễn cước gọi 18006577 hoặc truy cập vào website newworldedu.vn để được tư vấn và làm hồ sơ miễn phí. Đừng quên like, share, đăng ký kênh du học của New World Education để được đón xem những thông tin mới nhất về du học các nước. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.